Thiên Hà xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, mùa xuân là mùa mà thị trường địa ốc tại Canada đặc biệt sôi động. Và vì thế hôm nay, Đài Việt TV Canada đã có mời 3 vị chuyên viên môi giới địa ốc đến để hội thoại với chúng ta và giải đáp một số câu hỏi. 3 vị khách mời của chúng tôi hôm nay gồm có chị Khánh Ly Trần với 14 năm kinh nghiệm. Khánh Ly Trần xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV. Ông Peter Lâm với 28 năm kinh nghiệm. Và anh John Nguyễn với 12 năm kinh nghiệm. John Nguyễn Thanh Hạnh, xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Canada. Thưa anh John Nguyễn, gần đây thì bản tin thông tấn Bloomberg đã cho biết là có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc hiện đang tìm mua bất động sản tại Canada cũng như ở ngoại quốc. Và dựa theo một số trang mạng chuyên về địa ốc quốc tế thì tổng số gia cư người Trung Quốc đã mua trong 3 tháng đầu năm 2016 đã lên đến 134%. Thì theo anh đây có phải là một trong những yếu tố mà giá nhà tại Canada gia tăng cao? Cảm ơn Thiên Hà. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Đây là một thông tin rất là chính xác. Và giá nhà địa ốc á, theo ý kiến của John á, tăng cao hay không là do cung và cầu. Và một cái điểm tựa mà nhiều người nước ngoài, không nhất thiết là người ở Trung Quốc, Thiên Hà, có thể là người Việt Nam, người Ấn Độ, người Trung Đông, vân vân, khi họ vào Canada này có một cái nhu cầu mua bán nhà cao như vậy thì cái lượng mà cầu á nhiều hơn cung do cái định lực của kinh tế. Và chính vì lý do đó là một cái căn bản mà làm cho giá nhà địa ốc của thành phố Toronto nói riêng và tỉnh bang Ontario nói chung và toàn cầu Canada được lên thịnh vượng. Một phần á là ý của Peter đó là nói là tại vì từ cái vụ mà khủng hoảng là dầu hỏa thì cái tiền Canada đó đã xuống giá là khoảng 25% so với đô Mỹ. Thành ra giá trị địa ốc của Canada đó hiện giờ so sánh với người nước ngoài á biến thành một cái coi là cái cơ hội để họ dọn vào hoặc là đó mua địa ốc ở Canada để đầu tư. Đó. Cái tình hình này á, sẽ có thể kéo dài thêm vài năm nữa nếu mà trường hợp mà chính phủ Canada không có ra một cái chính sách nào đó mà giới hạn cái người đầu tư địa ốc á, thì cái khuynh hướng này á, sẽ tiếp tục đi lên. Đại đa số những cái người mà vào Canada để đầu tư thì nói chung họ có rất là nhiều tiền, họ có thể mua bằng tiền mặt của họ có sẵn hoặc là họ có thể vay mượn ở ngân hàng, mà ở đây ngân hàng họ rất là ưu đãi cho những cái người nước ngoài vào để mà mua nhà thì có thể họ chỉ cần down 35% thôi mà không cần phải set income gì hết thì họ vẫn dễ dàng mua được nhà ở đây. Thưa chị Khánh Ly, thì hiện nay có nhiều người trong đó có cả người Việt Nam trong nước muốn đầu tư sang Canada bằng cách mua nhà và trả tiền mặt. Thì theo chị đây có phải là cũng là một trong những lý do mà khiến giá nhà tại Canada gia tăng? Đúng Thiên Hà, tại vì mua bán mà dễ dàng đó thì đương nhiên là nó sẽ giúp cho cái tăng tốt cho thị trường địa ốc. Nói chung thì Khánh Ly thấy đó là khi mà mua tiền mặt như vậy đó thì thường thường đó là cái người đi hiện bây giờ cái thị trường địa ốc nó rất là khó mua, tại vì nhà đó thì ít mà người mua thì nhiều. Nhiều khi một căn nhà mà rất nhiều người dành nhau để mua thì cái người mua thường thường họ chuẩn bị trước bằng cách là họ phải đi hỏi nhà băng để vay mượn trước, hoặc là họ phải kiểm tra căn nhà đó trước để làm khi họ đưa offer vô để mua thì không có bất cứ một điều kiện nào để hy vọng rằng là cái offer của họ sẽ được chủ nhà chấp thuận. Kính thưa Thiên Hà và kính thưa quý vị khán giả, để tiếp lời chị Khánh Ly, thống kê của Toronto Real Estate Board năm 2015 đó thì tại đất nước ta, thành phố Toronto này có 17% người Toronto mua nhà cũng dùng tiền mặt chứ không phải là người mua cash hết. Thì có nghĩa là 17% mình tính ra coi như là trong 10 người thì 2 người sẽ mua. Thì cái tiền mặt này đó mình phải dùng cái ngôn ngữ nó hơi mẫn cảm là người ta có tiền trong cặp mắt của liên bang đó, là tiền gọi là liêm chính nằm trong nhà băng chứ không phải là tiền mặt mình cầm cái vali đi mình mua. Thì chị Khánh Ly nói rất là đúng là khi mình đi mua nhà mà không có điều kiện gì thì ngoài cái điều kiện tài chánh còn có điều kiện giống như là home inspection, kiểm tra nhà cửa hay là home insurance. Khi mà một người mua đi vào như vậy
không có điều kiện gì thì làm cho người bán có lòng tin để bán cho người mua nó hơn. Có nghĩa là người ta nói là một con chim trong tay bằng hai ngoài tổ vậy đó. Nói nhiều như thế mà không phải là chỉ một người đó không có điều kiện, những người khác họ cũng biết làm, giống như chị Khánh Ly nói đây là chuẩn bị. Thì đó là một cái nhu cầu mà để làm cho cái sự buôn bán nó dễ dàng hơn. Khi cái sự buôn bán dễ hàng thì nó có một cái nhịp cầu làm cho giá nhà nó dễ dàng tăng hơn. Cái giá nhà tại Toronto đó là một mặt cũng vì cái tiện lợi hiện giờ rất là thấp, mà mọi người đều cũng thấy trong tương lai gần tiện lợi không có đi lên. Nhất là đối với những người mà người ta có tiền trong tay, thay vì người ta đi đầu tư là mutual fund hay là stock, thì người ta đó là coi như có khuynh hướng để đầu tư về địa ốc. Tại vì địa ốc là một cái nguồn đầu tư lâu dài mà sẽ có giúp ích cho bản thân, cho người một mình ở, hay là cho để đầu tư để sinh lời. Cái return của cái địa ốc coi dài hạn là luôn luôn là nó tốt hơn đối với đầu tư ví dụ mà mutual fund hay là bỏ tiền mặt ở trong ngân hàng để kiếm lời. Interest rate rất là thấp. Dạ, thưa ông Peter, nhiều người cho rằng giá nhà độc lập tại vùng thủ đô Toronto đã vượt quá khả năng tài chính của rất nhiều người Việt, thì việc mua condo hoặc là nhà townhouse sẽ là lựa chọn tốt nhất. Thì theo ông có ý kiến gì về nhận định này? Dạ thưa Thiên Hà, theo cái thống kê đó, cái giá nhà giữa house và condo đó hiện giờ ở Toronto đã xa cách là khoảng chừng 400.000. Thành ra đối với những cái nhóm người trẻ họ không có đủ khả năng để mua house nữa thì họ phải chọn được condo. Một mặt tại sao mà condo market bây giờ đã rất là thịnh vượng là tất cả những cái condo building sẽ xây trục đường giao thông, ví dụ là gần subway, gần đường trường học, là trường shopping. Đó là những cái nhu cầu rất là căn bản đối với người trẻ mới vừa rời khỏi gia đình. Thứ nhì thì cái thị trường condo đó sẽ đưa lên là tại vì mình phải nhớ rằng là cái baby boomer mà những người mà khoảng tuổi 52 tới 70 tuổi đó là bây giờ bắt đầu sẽ vô vào cái gọi là về hưu retirement, mà những người này sẽ bán nhà của họ để dọn lên condo để được sự security, để được sự chăm sóc, được sự yên tĩnh. Rồi vì cái giá nhà bây giờ rất là cao, khi mà họ dời từ cái nhà tới condo thì họ sẽ có một cái số tiền để họ hưởng thụ một cái retirement life rất là tiện nghi cho họ. Thưa Thiên Hà và quý vị khán giả, để tiếp lời anh Peter nói rất là đúng. Thì cái dự định mình mua một cái sản phẩm nhà và condo giống như Thiên Hà, họ là về nhà độc lập. Ngoài cái việc người ta nghĩ tới việc mua condo thì có thể người ta nghĩ tới việc đi xa hơn một chút. Ví dụ cái đoạn đường lái xe nửa tiếng hoặc 45 phút có thể chấp nhận được. Thì cái số tiền đó mua nhà độc lập ở tại thành phố Toronto không được, thì họ có thể đi xa hơn. Thí dụ ở Bradford, Hamilton, Oshawa, đó là một trong những nhìn để bảo tồn cái nhu cầu của bất động sản mà người ta muốn mua để ở. Khánh Ly thấy là đại đa số khách hàng của Khánh Ly đó thì cũng vẫn mua, có khả năng mua được nhà semi và nhà detached, đó là khách hàng Việt Nam nói riêng. Theo phân tích của thông tấn CBC, có 5 yếu tố khiến thị trường địa ốc ở Toronto sẽ không bị suy sụp. Đó là: thứ nhất, mức cung hiện không đủ với mức cầu. Thứ hai, kinh tế Ontario không có dấu hiệu suy thoái. Thứ ba, tỷ lệ tiền lời, mượn nợ thế chấp có thể sẽ tăng nhưng rất ít. Thứ tư, không có chỉ dấu cho thấy sẽ xảy ra hiện tượng bong bóng địa ốc. Và thứ năm, giá nhà độc lập tuy giá cao nhưng vẫn còn có những lựa chọn khác như condo, townhouse thích hợp với khả năng tài chính của mỗi người. Thì chú Peter Lâm, chú có thể cho biết ý kiến về vấn đề này. Dạ, tại vì Peter đã trong cái ngành địa ốc lâu năm rồi, thì Peter cảm thấy không có một chuyên viên
địa ốc hay là chuyên gia nào có thể dự đoán chính xác về cái thị trường địa ốc trong tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà theo Peter đó là nói miễn là mình có down payment và một cái good job, có là good income như vậy á, là mình nên mua địa ốc để một mặt á, là mình có thể cho mình ở tại đó, hơn nữa là một cái gọi là long term investment. Vì á, Peter thấy rất nhiều khách hàng á, họ mua nhà thì họ sẽ tiết kiệm mà trong vòng vài năm sau hay là 10 năm sau á, họ trả hết dứt cái mortgage của họ đó. Như vậy cái mà căn nhà của họ đó là biến thành một cái nguồn là coi như là retirement cho họ, right? Là có thể cho con cái họ trong tương lai. Mà một điểm quan trọng nhất á, là cái principal residence tại Canada, nhà chủ yếu của người bán á, là principal residence, thì khi mà họ bán ra đó, cái số tiền lời từ cái căn nhà đó sẽ không có bị đánh thuế. Đó là một cái điểm duy nhất mà cho người Canada đầu tư mà không có cần đóng income tax. À, Kelly nghĩ rằng ngoài năm cái yếu tố đó thì rất là quan trọng để giúp cho cái sự tăng trưởng của thị trường địa ốc đây. Ngoài ra thì mình có một cái hệ thống ngân hàng rất là chặt chẽ. Ngân hàng sẽ xét rất kỹ về credit của cái người vay mượn, tiền income của người đó, và để bảo đảm rằng là cái người vay họ có cái khả năng chi trả cái số tiền nợ, không có vướng vào một cái tình trạng giống như cách đây 10 năm ở bên Hoa Kỳ là cho vay quá dễ dàng rồi cái người vay họ không trả nổi nợ, mất nhà, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng cái thị trường địa ốc của mình sẽ suy sụp. Kính thưa quý vị khán giả, anh Peter và chị Kelly nói rất là đúng. Thì John xin cộng thêm những ý kiến về của John. Thì cái phần này đó là mình khi nó giống như một trận bóng đá ấy, quý vị, nó là mình phòng thủ hay là phòng công. CIBC đưa ra một cái năm dữ kiện giống như chị Kelly nói là phòng thủ, là lý do tại sao mà giống như là Thiên Hà nói là không có tình trạng bong bóng. Thì cái điều quan trọng nhất là tâm lý về phòng thủ của người ở Ontario và ở thành phố Toronto là ai cũng muốn làm chủ một căn nhà. Đó là cái tâm lý thứ nhất. Và cái cách thứ hai đó là khi họ làm chủ một căn nhà rồi, họ lại muốn bảo tồn căn nhà tài sản của họ. Đó là một cái phòng thủ rất là vững vàng. Còn về phòng công á, kính thưa quý vị, thì theo thống kê của Toronto Real Estate Board năm 2015, khi cứ mỗi lần á, một cái bất động sản mà sang nhượng từ người bán qua người mua thì có 55.000 đưa vào kinh tế. Thì 55.000 này nó sẽ ủng hộ cho kinh tế phát triển hơn. Thì trong năm 2015 có hơn 100.000 địa ốc buôn bán sang tên với nhau. Thì có nghĩa là đã có hơn 5.5 tỷ đưa vào kinh tế. Thì thường thường á, giống như chị Khánh Ly nói, 10 năm về trước á, kinh tế, cái địa ốc nó còn có những cái nó không có vững mạnh. Là địa ốc á, ảnh hưởng khi mình bị bong bóng đó, thì nhà thì ảnh hưởng về kinh tế khủng hoảng, gọi là recession hay là depression. Và tiền lời á, là phải cao. Cao là theo mức độ trong cái chiều hướng 15-16%. Thì khi hai cái chuyện đó xảy ra cùng một lúc á, thì bong bóng nó xảy ra. Nhưng mà trong cái thế hệ bây giờ đó, khi mà một cái địa ốc nó lớn mạnh như vậy sẽ đẩy kinh tế đi lên. Mà khi đẩy kinh tế đi lên như vậy đó thì tiền lời đây không biết phải làm gì. Nếu mà lên thì bị ảnh hưởng cả hai. Đó. Thì chính vì lý do đó, đó cái nền cái địa ốc ngoài điều dưỡng mạnh nó còn tiến mạnh hơn mà sẽ khống chế cái nền kinh tế được mạnh mẽ hơn khi địa ốc dưỡng mạnh. Thì cái người mà quyết định về cái việc đó là những người lãnh đạo trong liên bang, tỉnh bang. Thì liên bang có cái trách nhiệm về gọi là monetary policy, là tiền tệ, quyết định cho tiền lời để ảnh hưởng điều tốt cho địa ốc. Và immigration policy về di dân cũng ảnh hưởng tốt cho địa ốc. Tại vì đất nước Canada này có 3 thành phố gọi là đất lành chim đầu: Toronto, Vancouver và Montreal. Ai về đây họ sẽ đến đây. Thì có người thì có nhu cầu với địa ốc. Còn về tỉnh bang ở Ontario có policy về land use, có nghĩa là phải có cái policy về đất đai để cho người ở. Thì đất đai sẽ cộng với về hệ thống giao thông, transportation, và về hạ tầng cơ sở, infrastructure. Thì ba cái đó, đó mà cùng nhau thì sẽ có ảnh hưởng rất là tốt cho nền kinh tế, công ăn việc làm phát triển.
Vì lý do đó, đó về thủ và về công đều rất là rất có lợi cho địa ốc, đặc biệt là rất là may mắn cho thành phố Toronto và GTA và vùng phụ cận. Kính thưa quý vị. Thưa chị Khánh Ly, với thị trường của người bán nhà thì hiện giờ giá nhà đã trở nên quá cao đối với một số người, thì mình phải làm cách nào để có thể đáp ứng với điều kiện tài chính khi điều đó xảy ra? Đây cũng là một cái vấn đề nan giải cho người mua nhà hiện tại. Vì quá nhà, giá nhà quá cao, cái lợi tức đôi khi không có đủ để mà nhà băng họ cho vay mượn cái số nợ đó. Thì những cái người mà họ đã có nhà rồi, bây giờ họ muốn đổi qua một căn nhà khác, thì thường thường là họ có tích lũy vào trong cái nhà họ đang có, thì họ có thể dùng cái số tiền tích lũy cao đó để họ mang qua căn nhà kế, thì họ có khả năng để vay dễ dàng hơn. Nhưng mà cũng có những người họ mới bắt đầu đi mua thì họ cũng không có nhiều tích lũy lắm, và với cái giá nhà quá cao như vậy thì đúng là rất là khó khăn. Thành ra có đôi khi thì họ phải cố gắng họ kiếm thêm tích lũy để mà tăng thêm cái tiền down payment, hoặc là họ phải kiếm thêm những cái người thân trong gia đình của họ để cùng đứng tên với họ, hoặc là không vay được ở những cái nhà băng gọi là A-lender, những nhà băng lớn như là CIBC, Nova Scotia hay là TD Bank chẳng hạn, thì họ có thể vay qua những cái nhà băng B-lender, những cái công ty đó thì tài chính đó, đó thì họ có những cái policy nó dễ dàng hơn. Đó, thì chỉ có cách đó thôi. Dạ, tôi cũng đồng ý với John và Khánh Ly về hồi nãy nói về tương lai địa ốc của Toronto. Tại mình thấy lần này là cái giá dầu nó xuống, nhưng mà ngược lại là sẽ đưa lại cái giá tiền Canada, cái đồng Canada xuống. Thì tôi thấy rất nhiều khách hàng của Peter đó là làm ở trong manufacturing nè, làm ở trong là tourist travel đó, đều cảm thấy cái business của họ đi lên vì cái tiền của Canada xuống. Thay vì người Canada qua Mỹ để shopping thì bây giờ người Canada sẽ ở lại địa phương để shopping. Thứ nhì là Toronto là một cái trung tâm về kinh tế manufacturing, là coi như sản xuất cảng, tất cả của Canada đều ở Toronto hết. Mà Canada đó, Toronto ở đây á, thì tất cả những cái điểm, ví dụ bây giờ đó ở Ontario thì có Waterloo nè, có IT họ sẽ Google này nọ họ sẽ dọn vô nè, thì ở Toronto nè là Honda này nọ họ đã có những cái xưởng ô tô đó dọc lên trên Highway 400 ở trên trển nữa. Thì tôi cảm thấy cộng thêm cái chính sách của chính phủ là coi như họ coi rất là chặt chẽ về cái vụ down payment, về cái người đi ngân hàng mượn tiền. Thành ra với cái thị trường địa ốc gọi là bong bóng này nọ đó, thì Peter không cảm thấy sẽ xảy ra tại Toronto trong tương lai gần. Okay, yeah. Kính thưa quý vị, để tiếp lời anh Peter và chị Khánh Ly, thì nếu một căn nhà mà mình theo câu hỏi của Thiên Hà đó, giá cao như vậy, thì người mua nhà phải làm như thế nào? Thì chị Khánh Ly cũng đã trả lời rồi về tài chính, thì mình phải có cái sự năng động, khéo léo, sự giúp đỡ của gia đình, thì John không cần phải gặp lại. Còn một điều nữa thì bây giờ giống như lúc hồi nãy John có chia sẻ, một trong những cách xử lý là mình cố gắng dọn xa hơn. Xa hơn thì cái giá nhà trong tại đây nó cao như vậy, thì mình chịu khó đi làm hay đâu đó thì xa hơn, thì mình có thể có khả năng mua được cái nhà. Thì đó là một trong những cách mà John có thể nghĩ được, kính thưa quý vị. Xin cảm ơn câu trả lời của anh John. Nhưng mà thưa anh, nếu như bây giờ chúng ta phải đi ra vùng xa như thế thì rất là trở ngại khi mà mình phải lái xe nhiều khi 1 tiếng, 2 tiếng với cái traffic như vậy thì phải làm sao? Nếu mà mình muốn ở trong thành phố thì... Yeah. Mua họ phải quyết định. Yeah. Họ là một là mình chấp nhận ở chỗ này thì mình mướn. Hai là mình chấp nhận cái đường đi xa còn được bao lâu. Ba là mình có phải đổi công ăn việc làm. Đó là tùy theo hoàn cảnh và cái ý chung của mọi người. Có phải không chị Khánh Ly và anh Peter? Dạ, Khánh Ly có thể góp ý thêm cho anh là cũng có thể là nếu mà nó quá bất tiện cho mình vì nó quá xa, với lại cái nơi mình làm mà mình không thể đổi được chỗ làm, thì còn có thể có một cách nữa là mình kiếm một cái căn nhà nào đó nó nằm trong cái khả năng, có thể hơn khả năng mình chút xíu, nhưng mà mình có thể chia căn nhà đó ra làm hai hộ,
để mình có thể cho thuê thêm, cái người thuê có thể phụ giúp cho cái tiền nhà đó để mình có thể trả vào cái tiền mortgage. Thì đó cũng là một cách, Ly nghĩ rằng là có thể mình có thể mua được một căn nhà trong phố. Xin Peter, tôi có một điểm là góp ý vào cái hồi nãy anh John và Kenny nói á, là thay vì mình đi mua một cái căn nhà hơi xa hoặc là nhà semi như vậy á, có thể là không đủ sức cho cái người first time buyer. Thành ra nó biến thành cái thị trường condo á, tại Toronto nó phát triển rất là nhanh. Bây giờ theo cái thống kê của Địa ốc á, là hồi năm 2015 cái số lượng condo mà sang tay á, đã vượt quá cái số nhà rồi, coi như là hơn 50% cái số lượng condo. Ví dụ đối với khách hàng hay là nào không có đủ mua nhà thì có thể tạm thời lựa chọn condo. Thứ nhất là cái giá tiền dễ, thứ nhì tại vì condo giống như Peter hồi nãy nói á, là gần giao thông, thì đối với những người ví dụ làm việc ở downtown á, thì họ không có cần lái xe, thì chỉ là họ vô TTC như vậy á, là họ sẽ dễ dàng đi tới trụ sở của họ làm việc, mà có thể bớt được cái tiền xăng nhớ mà tiền nuôi xe luôn. Như vậy á, vì cái giá nhà dễ thì giúp cho những người á, mà ít tiền mua condo thì họ có cơ hội để dành dụng tiền nhiều hơn để lần sau lên bước, thay vì ok mua cái semi hay là detached. Nhưng mà có một điểm á, thì Peter đó thì nói khi mà bà con á, mua condo thì phải coi cái địa điểm có thích hợp cho mình hay không. Dạ, mà mình cũng biết là có nhiều cái condo đó nó giá tiền rất là rẻ, mấy cái condo mà mười mấy 20 năm á, giá condo rất là rẻ, rất là rộng. Nhưng mà coi chừng những cái condo nếu mà qua khỏi 15 năm hay là 20 năm á, thì những cái condo đó là cái design của họ nó không có efficiency. Như vậy cái đơn vị của nó rộng nhưng mà cái tiền maintenance rất là cao. Peter coi á, có những cái condo mà họ đi đến á, là 600, 700 đồng tiền maintenance fee. Thì tôi đề nghị bà con nên tránh mua những cái loại condo đó. Thì thà là đôi khi mình mua những cái condo á, mà vừa đúng cái diện tích nhu cầu của mình, mà cái tiền maintenance á, không có quá cao, thì họ giúp cho mình á, là ở được thoải mái. Thay vì á, để mua mấy cái condo mà mình chỉ mua condo rẻ tiền mà tính ra cái tiền maintenance á, với cái tiền thuế đất á, tính ra thì cũng bằng mình đi thuê nhà. Như vậy á, là không phải một cái phương pháp tốt để mình đi vào cái thị trường địa ốc. Dạ. Sau này bán cũng khó khăn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho buổi hội thoại ngày hôm nay. Thiên Hà xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ tới.